Nói về trồng qua kiển thì huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre có lẽ đã là cái tên quá quen thuộc. Nhưng thời gian gần đây, nghề trồng qua kiển ở huyện Ba Tri cũng có bước phát triển đáng kể. Nhiều người dân mạnh dạng đầu tư và có thu nhập khá từ nghề này. Điển hình như anh Mai Văn Tiến, sinh năm 1984 ở xã An Hòa Tây. Giới niềm đam mê sinh vật cảnh, năm 1999 tranh thủ thời gian nhàn rỗi, anh Mai Văn Tiến trồng dài chậu qua lan chủ yếu để trang trí trong gia đình và thư giãn sau những giờ lao động. Anh đã chăm sóc các tỉa tạo dáng thành những sản phẩm đẹp và được khách hàng mua với giá cao. Vì vậy anh quyết định đầu tư trên diện tích 500 m vuông đất trồng lan với số lượng lớn để kinh doanh. Anh tiến trồng chủ yếu là lan dentro trắng và lan dentro đột biến hổ mang chớp số 1. Nhờ không ngừng học hỏi kinh nghiệm nên qua lan phát triển tốt, trổ bông đều trồng qua lan có hiệu quả nên anh Tiến tiếp tục mở rộng diện tích đất thêm 200 mét vuông. Trong năm qua, anh bán ra thị trường gần 2.000 chậu lan sản phẩm. Sau khi trừ chi phí, còn lãi trên 200 triệu đồng. Mô hình trồng qua kiển của anh Mai Văn Tiến không chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp có giá trị, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn sinh vật cảnh của người dân, mà còn mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.